Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình lấy góp nhận 50 token Barbie từ sàn Barbie Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram các bạn start chat chatbot này mà. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt cấp cha nè các bạn. Fan mình sẽ nhận được airdrop này dành cho 10.000 người member 5.1 follow. Rồi, thì các bạn lướt cấp cha nha các bạn. Các bạn bấm vào reset nè. Ôi, các bạn lướt cha chứ 8B 6B. Rồi các bạn gửi cho bot nghe ta các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nghe ta các bạn. Rồi, các bạn bắt đập lại, các bạn bấm vào confis. Tiếp tục các bạn follow Twitter và Twitter username của nó nghe các bạn. Follow Twitter. Đây giờ ta ba người bạn nữa ta. Phải. Rồi nha các bạn copy cái hashtag giúp mình nha các bạn. Từ chữ BC scan tới Barbie Swap nè. Các bạn vào đây các bạn follow Twitter. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn vào việc like và chích dẫn bài viết nè các bạn. Chích dẫn bài viết đã game nha các bạn. Các bạn dán hashtag đó vào và tan ba người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi bạn bấm test lại nè. Sau khi bấm test lại xong thì các bạn trao gì con bot nè. Các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn nào follow và tại Twitter nè. Rồi nha các bạn, mời gọi cho bot nè. Rồi mình đã tại Twitter bot rồi mà. Phải các bạn, để mình qua mình trả lời tờ Twitter, mình copy cái hashtag này các bạn. Các bạn copy cái này lại các bạn. Rồi, các bạn chạy dựng bot nữa nè. Đây mình bot lộn bài các bạn. Bằng like nè, các bạn chỉ dẫn cho tờ Twitter lên nè. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn tweet lên. Rồi tiếp tục send photo. Sau khi bạn tweet bot xong thì các bạn trở về một cái tờ Twitter của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cho gặp bên cùng nè các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống cái bài tweet bot cái nãy nè các bạn. Bài này các bạn, rồi bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại con bot hồi nãy nè. Rồi các bạn gửi lên cho nó một cái bức ảnh nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Sebastian Bet 20 các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ dính dí chút wallet MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ lại rồi bạn gửi lên đây nè. Rồi các bạn bấm vào account để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 50 top cần Barbie đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.